Tôi là Thầy Thông Lai gửi lời chào thân thương đến tất cả các đồng bào Việt Nam ở trong nước và ở hải ngoại. Hôm nay ngày thứ ba 27 tây tháng 2 năm 2024. Bây giờ là 1 giờ 57 phút chiều giờ của Olympia. Tôi đang ở tại Youth Center, xin có lời chào đến tất cả quý vị. Từ Tết tới giờ tôi quá bận rộn cho công chuyện Phật sự, cho nên có rất nhiều email tôi không có thể trả lời. Dành chút thời gian chiều nay tôi sẽ trả lời một số email mà quý vị gửi vào những ngày trước Tết và sau Tết. Xin quý vị thông cảm cho vì thầy quá bận rộn trong công việc hoằng pháp, phải đi đây đi đó cho nên có trở ngại trong chuyện trả lời thư tín. Bây giờ tôi mời quý vị theo dõi tôi đọc mail và trả lời những cái email mà quý vị đã gửi trong mấy tuần lễ qua. Đầu thư, con xin chúc sư khỏe, sư phụ sức khỏe, năm mới an khang thịnh vượng, tệ đăng thường chiếu, chúng sanh dị độ. Chúng con là một nhóm Phật tử ở tại New York, theo dõi tình hình chính trị trên thế giới và tại Hoa Kỳ. Chúng con thấy rằng các nước trong khối Liên hiệp Âu Châu trong cuộc họp tuần lễ vừa qua, sau cuộc họp tuyên bố Chủ tịch Quốc hội Hoa Kỳ, ông Mike Johnson phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu Ukraine bị thua trận. Việc này như thế nào? Xin sư phụ dành chút thời gian trả lời cho chúng con biết. Kính thưa quý vị, ông Mike Johnson, ông đã có trả lời trong vấn đề này khi mà các nước Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, các nước mà nằm trong khối G7 mà lại trong khối Liên hiệp Âu Châu đó, sau cuộc họp họ lại đưa ra thông báo. Họ nói gì? Cái ông Mike Johnson cắt viện trợ, không viện trợ quân sự khẩn cấp cho Ukraine, không bảo vệ biên giới cho Ukraine đang bị Nga tấn công bằng biển người. Cho nên ông Chủ tịch Quốc hội phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu phòng tuyến của Ukraine bị quân đội của Putin coi như là xuyên thủng, và coi như mọi cái trách nhiệm mà Ukraine thua trận là đổ lỗi trên Mike Johnson. Thì Chủ tịch Quốc hội Mike Johnson có một cái buổi nói chuyện nhỏ, ông nói rằng tôi là dân biểu Hoa Kỳ, tôi được 350 triệu người dân Hoa Kỳ bầu làm Chủ tịch Quốc hội, tôi làm việc cho Hoa Kỳ, dân tộc Hoa Kỳ là trên hết, biên giới Hoa Kỳ là phải bảo vệ trước tiên. Tôi được người dân Hoa Kỳ bầu, tôi không phải được người dân Âu Châu bầu. Cho nên, nhiệm vụ của tôi, Chủ tịch Quốc hội, là phải bảo vệ biên giới Hoa Kỳ, không cho di dân bất hợp pháp và tội phạm tràn vào Hoa Kỳ. Như vậy, cái chuyện mà Ukraine á, biên giới nó bị xuyên thủng hay không, không dính líu gì tới Chủ tịch Quốc hội Hoa Kỳ. Tôi ăn lương của người dân Hoa Kỳ, tôi được dân Hoa Kỳ bầu và tôi phải phục vụ cho biên giới Hoa Kỳ. Đó là lời nói của ông Mike Johnson. Cho nên thưa quý vị, ở New York yên chí đi. Ông Mike Johnson, ông làm việc đúng vì ông được bầu bởi 350 triệu dân Mỹ và ông được người dân Mỹ tín nhiệm. Cho nên ông được đa số phiếu của đảng Cộng Hòa đã bầu ông làm Chủ tịch Quốc hội. Và cái quyền lợi của ông là bảo vệ quyền lợi cho dân chúng Hoa Kỳ, chứ không phải bảo vệ quyền lợi của Ukraine. Và các nước Âu Châu có tổng sản lượng không thua gì Hoa Kỳ. Các Anh muốn bảo vệ biên giới Âu Châu, bảo vệ sự xâm lăng của Nga, thì các Anh phải tự sức tiền túi ra đi. Vì những gì mà Tổng thống Donald Trump nói khi ông còn là ở Tòa Bạch Ốc, thì mấy ông không tin. Ông Trump đã cảnh cáo Nga sẽ xâm chiếm Âu Châu nếu mấy Anh không chịu đóng 2% tổng sản lượng quốc gia vào ngân sách quốc phòng. Và rõ ràng việc này bây giờ đã xảy ra và không có thêm đổ lỗi cho Mike Johnson, phải không quý vị? Câu hỏi số 2. Bạch Thầy,
Con theo dõi một số bài viết của các ký giả Hoa Kỳ thuộc phe cánh tả, hai cánh hữu, đều lên án chính sách mở cửa biên giới hoàn toàn cho di dân bất hợp pháp tràn ngập vào Hoa Kỳ. Trong số đó có nhiều thành phần tội phạm, như chuyện vừa qua một di dân bất hợp pháp đã sát hại một sinh viên y khoa Hoa Kỳ tại tiểu bang Georgia, và thống đốc tiểu bang Georgia đã yêu cầu ông Joe Biden trả lời về vấn đề này. Và ông đã hỏi, Joe Biden tuyên bố là biên giới Hoa Kỳ rất an ninh trong vấn đề di dân bất hợp pháp. Như vậy, đáng lẽ cô sinh viên y khoa 24 tuổi của trường đại học Georgia không đáng chết, mà bây giờ đã chết. Vậy Joe Biden trả lời vấn đề này như thế nào? Như vậy, cả nước Mỹ đang phẫn nộ về vấn đề di dân bất hợp pháp. Joe Biden và đảng Dân Chủ đang mất hết uy tín. Vậy Joe Biden được cái lợi gì khi phải dùng tiền thuế của dân mỗi năm 450 tỷ để nuôi số lượng di dân bất hợp pháp và tội phạm bây giờ là 8 triệu? Nếu đến hết năm 2024 mà Joe Biden không đóng cửa biên giới, thì con số di dân có lên tới 10 triệu, 15 triệu. Chúng con muốn biết Joe Biden và đảng Dân Chủ được cái lợi gì trong vấn đề này, trong khi 70% dân Mỹ được chống đối. Một nhóm Phật tử có sư phụ tại thành phố San Jose. Quý vị, không có cái lợi gì trong vấn đề này. Cho nên, một số dân biểu nghị sĩ Cộng Hòa đã nói, nếu mà muốn mở cửa, ông Joe Biden, ông nói đó là vô nhân đạo khi tiểu bang Texas, tiểu bang Arizona đã phá cửa biên giới không cho di dân bất hợp pháp qua. Thì một số dân biểu nghị sĩ Cộng Hòa và Dân Chủ đã nói nếu như vậy đó, thì mở cửa mẹ nó mấy cái TSA ở phi trường đi. Hả? Trong khi đó ở phi trường á, những người đến từ Úc, họ có quốc tịch Úc, người đến từ Việt Nam, họ đến khắp nơi thế giới thì xét rất kỹ. Từ kẻ răng tới cái tóc của người ta cũng xét. Đừng còn chó bẹt rê. Mà trong khi đó, đó là những thành phần giấy tờ hợp pháp có passport trong tay. Nếu muốn như vậy thì mở cửa mẹ nó cái biên giới Hoa Kỳ đi. Tất cả những cái cửa cảng hàng không từ San Francisco, Seattle, LAX đều mở cửa hết đi. Hả? Tại sao lại là chỗ này thì xét rất nhiều, hàng năm tốn hàng bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỷ đô la để trả cho những mà nhân viên của Bộ An ninh Xã hội, tức là TSA, để khám xét hành lý, xét visa, đủ thứ chuyện hết. Mà trong khi đó lại mở cửa thoải mái ở miền Nam Hoa Kỳ để dành cho di dân bất hợp pháp và tội phạm xâm nhập. Thật ra đó, cái chính sách này chẳng có lợi gì cho đảng Dân Chủ hết. Nếu có lợi thì nó không có tàn phá cái uy tín. Và mấy ngày vừa qua theo thống kê là 75% dân Mỹ, kể cả Dân Chủ hay Cộng Hòa, đều chống cái vấn đề di dân bất hợp pháp. Người Dân Chủ hay Cộng Hòa, họ đều không muốn vợ con của họ bị coi như tội phạm xâm chiếm. Cộng Hòa hay Dân Chủ cũng đều không muốn thành phần tội phạm ngày một tràn ngập Hoa Kỳ. Nhưng mà vấn đề này tại sao? Tại vì Obama bây giờ nó chỉ đứng trong hậu trường, nó giật dây Joe Biden, và Joe Biden làm việc, và Joe Biden lãnh đủ, đảng Dân Chủ lãnh đủ, nước Mỹ lãnh đủ, người dân đóng thế Mỹ lãnh đủ. Chỉ có Obama là sung sướng vì nó tàn phá được đất nước Hoa Kỳ, là nó giúp được cho khối Hồi giáo sẽ thôn tính cả thế giới trong một ngày không xa. Cho nên á, coi như là Obama tha hồ mà giật dây Joe Biden. Và Joe Biden á, quý vị tưởng là sao nó ngu vậy? Nó không có biết. Nó ở trong tòa Bạch Ốc. Cái thời gian làm việc có đó một ngày, ông Trump làm là gần như là 20 tiếng. Trong khi đó Joe Biden một ngày làm việc chưa được một tiếng. Ngoài ra là đi chơi, đi ngủ. Và nó được nghe những báo cáo láo từ những cái bộ sậu của Obama cài cắm trong tòa Bạch Ốc. Cho nên nó không biết là dân chúng Mỹ đang phẫn nộ. Nó hoàn toàn không biết, và nó chỉ đọc những báo cáo. Nó giống như đảng Cộng sản, không khác gì hết. Cho nên mới ngày hôm qua nó hoảng hồn khi mà nó biết được cái tình trạng là dân chúng Mỹ phẫn nộ. Cho nên nó tuyên bố hình như là ngày 28 này đó,
nó sẽ bay qua biên giới tới xịt mà nó không dám tới tới chỗ mà cái chỗ mà Eagle Park là cái chỗ mà có cái hàng rào phòng tuyến mà thông đốc tới xịt đã xây, mà nó đến một cái thành phố của tiểu bang tới xịt để đọc diễn văn. Và tổng thống Donald Trump của chúng ta cũng bay tới chỗ đó, nhưng mà bay thẳng tại cái El Paso, tại chỗ mà Eagle Park để ông đọc diễn văn. Và ông Trump tuyên bố: "Ngày nào quý vị bầu cử cho tôi làm tổng thống Hoa Kỳ một lần nữa, ngày đầu tiên là tôi đóng cửa biên giới và tôi trục xuất hết 8 triệu, 10 triệu di dân bất hợp pháp về bên kia biên giới. Không có cái chuyện phải mà bỏ hàng trăm tỷ đô la tiền người Mỹ đóng thuế để mà cung cấp Medicare, cung cấp bảo hiểm, cung cấp nhà ở, cung cấp housing, tất cả mọi thứ để cho tụi di dân có hợp pháp." Cho nên hai cái đường lối rõ ràng. Joe Biden lâu nay được ru ngủ bởi Obama, giật dây bởi Obama, và nghe những bản báo cáo láo là dân chúng Mỹ rất ủng hộ cái đường lối di dân bất hợp pháp. Nhưng mà nghĩ cho kỹ, không có cái gì ai ủng hộ hết. Và đó là cái điểm mà thầy nhận định nha. Một câu hỏi nữa, câu hỏi số 3. Bạch thầy, ngày 25 tháng 2 2024, theo con đoán không lầm là ngày mà tòa Bạch Ốc ra lệnh cho tiểu bang Texas phải mở cửa biên giới trở lại, tháo gỡ hàng rào cho di dân bất hợp pháp và tội phạm tràn vào Hoa Kỳ. Nếu mà tới ngày 25 tiểu bang Texas không nghe lời chính quyền liên bang thì Joe Biden sẽ có biện pháp mạnh. Đến nay đã qua hạn định nhưng mà tiểu bang Texas vẫn không tuân lệnh chính quyền Joe Biden. Xin thầy cho biết sự việc này kết quả sẽ đi đến đâu? Một nhóm Phật tử tại Houston. Cái ngày deadline chính quyền liên bang qua sự điều hành của tổng thống bại liệt Joe Biden ra lệnh cho tiểu bang Texas phải đóng cửa, phải mở cửa biên giới, nếu không là Joe Biden sẽ có biện pháp mạnh. Nhưng mà không ngờ 2 ngày đã trôi qua, cái ngày deadline là ngày 25 tháng 2 năm 2024, thì ngược lại chưa ra cái lệnh mà bắt buộc Texas phải mở cửa trở lại, thì lúc đó có 26 tiểu bang ủng hộ đảng Cộng Hòa, thống đốc tiểu bang Texas chỉ có 26 tiểu bang. Bây giờ sau khi cái lệnh của Joe Biden ra, deadline là ngày 25 tháng 2 2024, phải phá hủy toàn bộ hàng rào để cho di dân bất hợp pháp tràn vào, thì cái số lượng ủng hộ đã lên tới 45 tiểu bang, chỉ trừ có tiểu bang California, tiểu bang Seattle, tiểu bang Oregon, kể cả tiểu bang New York cũng đứng về cái phe của Texas. Giờ bởi vì tôi hồi sáng này tôi đã share cái bài đó đỏ rực hết. Hồi xưa chưa ra cái lệnh deadline đó thì chỉ có 26 tiểu bang ủng hộ cho tiểu bang Texas. Sau khi Joe Biden ra cái lệnh tới ngày 25 tháng 2 mà Texas không tuân lệnh chuyển chính quyền liên bang mà đóng cửa thì sẽ có biện pháp mạnh. 2 ngày đã trôi qua không thấy Joe Biden có biện pháp mạnh gì mà hoảng hồn ngày mai sẽ bay tới Texas để điều coi như là điều trần để mà nói chuyện với thống đốc tiểu bang Texas. Và ngược lại tổng thống Donald Trump của chúng ta cũng đi tại đó để đọc diễn văn và rõ ràng không thấy Joe Biden làm được gì với cái sự ủng hộ rất mạnh. Trước khi ra cái lệnh deadline chỉ có 26 tiểu bang đứng sau lưng tiểu bang Texas đóng cửa biên giới. Sau khi ra cái ngày deadline 25 tháng 2 đã quá 2 ngày thì không thấy Joe Biden làm cái gì mà có thêm 45 tiểu bang đồng lòng đứng sau lưng Texas để chống lại cái sự tàn phá Hoa Kỳ của Joe Biden và của đảng Dân Chủ. Đỏ rực hết rồi quý vị. Chỉ trừ tiểu bang Seattle, tiểu bang Oregon, tiểu bang California và một tiểu bang số tiểu bang màu xanh. 45 tiểu bang còn lại đỏ rực hết đều đứng sau lưng coi như tiểu bang Texas để đương đầu với cái lệnh khùng điên
tàn phá Hoa Kỳ qua cái sự giật dây của tên Obama. Câu hỏi số 4. Bạch thầy, con là chủ một nhà hàng tại San Jose. Con lên đài nghe phong phanh. Tiếng Anh không có rành, nhưng mà nghe nói có một số đề nghị tiểu bang California mức lương tối thiểu từ 16 đô lên 50 đô la. Việc này có thật hay không? Nếu có thật thì chắc giới chủ nhân nhà hàng tụi con khai phá sản hàng loạt. Xin thầy cho biết vấn đề này đi đến đâu. Tiểu đúng vậy đó. Tiểu bang Cali có một số người trong đảng Dân Chủ đã đề nghị lương tối thiểu lên 50 đô la. Mà nếu quả thật, cái luật này nó được thông qua bởi quốc hội của tiểu bang. Quý vị nên nhớ, tiểu bang California, hành pháp là Nelson, lập pháp cũng là tụi Dân Chủ, và tư pháp cũng là tụi Dân Chủ cánh tả. Và nếu mà nó thông qua cái luật này thì tiểu bang California sẽ phá sản hàng loạt. Nếu mà 50 đô la một giờ, quý vị nhân coi, 8 lần 5 làm 8 tiếng, 8 lần 5 là 400, mỗi một ngày nhà hàng phải trả cho cái người rửa chén, lặt rau, chạy bàn là 400 đô la. Phải không? Cái người này nhân ra cho 52 tuần lễ, thì một năm người này làm trên 100 ngàn. Mà làm trên 100 ngàn thì bao nhiêu cái giới tiểu thương từ cái McDonald's, từ cái người bán coi như nhà hàng, những cái người mà bán lẻ đều chết hết. Và vì cái đó là cái giá phải trả cho người dân California quay lưng với chính trị, vô cảm với việc làm. Có nhiều đệ tử của thầy ngày hôm qua, hôm kia, cách đây 3 ngày nghe tôi nói cái điều kiện để đi vào làng, để vào trong tu Phật Đản Tôn Thắng, điều kiện là phải cạo đầu, thọ 10 giới. Điều kiện thứ hai là phải đi bầu, mà bầu cho đảng Cộng Hòa. Điều kiện thứ ba là coi như kể cả tăng ni của tôi mà không có comply với của tôi cũng trực tiếp không cho vô. Mà hiện tại tôi đã theo dõi, tôi biết ở trong làng tôi có một sư cô người Arizona giờ này vẫn còn ghi danh bầu cho đảng Dân Chủ. Người đó coi chừng tôi lột y very soon. Tôi chưa nói tên đó, không đổi là Cộng Hòa, tôi lột y liền. Vì cái người này tới giờ này vẫn ủng hộ những cái di dân bất hợp pháp tràn ngập Hoa Kỳ, su cao thế nặng. Một sư cô người gốc người Arizona, nghe lời này cẩn thận với tôi. Khi tôi trở về làng vào cái đám dỗ của ni sư vào cái tuần lễ 17 tháng 3, tôi sẽ lột y sư cô đó. Nếu mà vẫn còn ghi danh bào trợ Dân Chủ thì get out of here. Không xứng đáng là cư sĩ chứ đừng nói là tỳ kheo ni. Và một cư sĩ nữa cũng đuổi luôn, người đó vẫn còn ghi đảng Dân Chủ. Qua cái sự thống kê vừa qua, tôi bắt những cái quỹ ban để điều ra thì có hai người, một sư cô gốc ở Arizona, khi tôi bay qua bển mà vẫn còn ghi danh bầu cho Joe Biden, bầu cho đảng Dân Chủ, tôi lột y tại chỗ. Quý vị đón xem tôi sẽ lột y hay không, read my lip. Và một cư sĩ tôi sẽ thối tiền lại, đuổi ra khỏi nhà, không xứng đáng vì tôi cái đường lối là bảo vệ quyền lợi cho dân chúng Hoa Kỳ, bảo vệ quyền lợi cho những người coi như đang sống tại Hoa Kỳ. Cái làng Di Đà không thể nào có một sư cô tỳ kheo ni ăn cơm quốc gia thợ ma cộng sản, và có một cư dân trong làng vẫn còn là cái phiếu bầu vẫn còn đảng Dân Chủ, tôi chưa nói tên. Tới ngày đó tôi về đám dỗ ni sư Diêu Thị, tôi kêu đưa lên mà vẫn còn, là ngày đó automatic cư sĩ phải rời khỏi làng, tu sĩ cũng rời khỏi làng, lột y tại chỗ. Và ngày hôm qua có một con nữa là con Liễu Tạng, nó viết mail cho tôi, nó nói là tại sao mà lại bắt nó cạo đầu để được tu trong cái vấn đề mà Phật Đản Tôn Thắng. Nó nói tôi tu mà còn chấp tướng quá, cạo đầu chỉ là cái tướng. Tôi nói đúng vậy, Đức Bổn Sư tại sao bắt một người tỳ kheo phải cạo đầu hả? Như vậy Đức Phật có chấp tướng hay không? Một người xuất gia tại sao Đức Phật không ở trong hoàng cung mà Đức Phật phải bắt đi xin ăn? Con là ai? Con Liễu Tạng là ai mà dám nói với sư phụ cái lời này?
Cho nên kể từ hôm nay tôi rút lại, Liễu Tạng không được bước vào trong cái làng Di Đà Con Rô. Con thích tu mật tông, con muốn được thầy làm quán đảnh, thì con phải cầm luật cầm lai, cạo đầu, thọ mười giới. Còn nếu mà con không cạo đầu thọ mười giới, sư phụ không ép con. Con có quyền theo hàng trăm sư quốc danh, ăn cơm quốc gia thừa ma cộng sản. Chuyện đó là chuyện của con. Từ ngày hôm nay tôi cấm Liễu Tạng bước vào trong làng Di Đà Con Rô và tất cả hệ thống của tôi. Vì nó nói tôi còn chấp tướng. Đúng vậy. Cái gì có tướng là giai thượng hư vọng. Nhưng mà nếu mà không chấp tướng thì trở về không. Cho nên tôi đi con đường trung đạo. Phá tu mật tông là phải cần có những sa di, phải cạo đầu, phải ăn chay và phải tuân thủ. Ai không thích vào đó thì không cần xin vào. Muốn làm cái gì làm. Nhưng mà muốn vào để được hưởng mọi cái quyền lợi, để mà ba năng cán cân tội phước cho cửu quyền thất tổ của mình, thì phải cạo đầu, phải xuất gia giữ mười giới trong 10 ngày. Tôi không ép quý vị. Quý vị có quyền vô và không vô. Chứ đừng có giết mèo nói tôi chấp tướng. Như vậy Đức Phật Thích Ca chấp tướng hay sao mà lại bắt con của Ngài phải cạo đầu, bắt em của Ngài A Nan phải đi tu. Đó, nghĩa là phải cạo đầu, phải giữ giới. Cho nên quý vị là ai? Quý vị chứng A-la-hán chưa mà quý vị nói những câu ngã mạn như vậy. Cho nên từ nay tôi cảnh cáo một sư cô gốc Arizona. Tới ngày 17 tôi về làm đám tang của đám dỗ sư Như Thủy chủ nhật, kêu lên trình mà cái giấy vẫn còn ghi vẫn bầu cho Joe Biden, vẫn bầu cho Nelson, vẫn bầu cho dân chủ, automatic lột đuổi ra khỏi làng. Và một cư sĩ automatic nếu đưa giấy ra vẫn còn ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản, đi khỏi làng. Tôi cảnh cáo trước đó. Cái vấn đề mà đây là tụi nó muốn phá tan nát cái tiểu bang Cali. Tôi đã share một số hình ảnh. Hồi tôi qua Mỹ là cái đầu tiên tôi mơ tôi đến cầu Golden Gate để coi cái thành phố San Francisco nó đẹp như thế nào. Và rốt cuộc là tôi đến đó là tôi chiêm ngưỡng và bây giờ tôi nhìn lại tôi thấy đau lòng. Tôi vừa bỏ một loạt trong cái account của tôi những hình ảnh tang thương của thành phố San Francisco. Toàn là homeless, toàn là đập phá, toàn là cướp bóc. Cho nên nếu quý vị ở trong làng tôi mà ủng hộ những đường lối ăn cướp 1.000 đồng, không có bị dưới 1.000 đồng, không có bị ra tòa. Quý vị ủng hộ những cái đường lối tội phạm, ủng hộ những cái đường lối coi như là dùng dân của người Mỹ đi làm để nuôi cái đám di dân bất hợp pháp, thì quý vị phải ra khỏi cái hệ thống này. Trong làng tôi đã kiểm soát rồi, có một tỳ kheo ni ở Arizona và một cư sĩ, tôi chưa nói tên á. Tôi cho cái deadline là ngày 17 khi đám dỗ của ni sư Diêu Thị tôi về, mà vẫn còn cái đó là tôi biểu dọn đồ ngay, có hôm đức chưa ký chắc trả tiền lại ngay cho người khác vô. Cái sư cô đó lột y ngay, lột ba y ngay tại chỗ, đuổi ra khỏi làng. Tôi cho hàng chót deadline là ngày 17 tây. Tôi không muốn ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản. Thích quốc danh thì vào những chùa Bát Nhã, vào những cái chùa mà nó quậy đó, tôi đi, đừng có vào cái hệ thống của tôi. Câu hỏi cuối, hỏi số 5. Con biết cho tới ngày 10 tháng 3 năm 2024, nếu giữa Chủ tịch Quốc hội Hoa Kỳ Mike Johnson và Joe Biden không thỏa hiệp được vấn đề ngân sách, thì chính quyền liên bang sẽ bị đóng cửa. Việc này có thật hay không? Và ông Mike Johnson có chịu thỏa hiệp hay không? Con nghe nói Joe Biden trong tuần lễ qua đã có mời 4 chủ tịch 4 tiểu bang ở Quốc hội Hoa Kỳ vào tòa Bạch Ốc. Một ông chủ tịch ủy ban giám sát, thứ hai ông chủ tịch ủy ban ngân sách, thứ ba ông chủ tịch ủy ban Homeland Security, thứ tư và ông ủy ban về vấn đề mà an ninh quốc nội, ngân sách vào họp tại tòa Bạch Ốc. Và Joe Biden tuyên bố rằng chỉ cần 4 ông tiểu bang, trưởng tiểu bang này mà ký với tòa Bạch Ốc là không cần sự ký của Mike Johnson. Như vậy việc này đúng sai thế nào? Xin sư phụ dành chút thời gian cho biết. Một nhóm Phật tử đang sống ở tại Bel-Air, tiểu bang Texas. Quý vị, đây là cái mơ, cái mộng của Joe Biden thôi. Nó muốn mời 4 cái ông, tại vì trong quốc hội nó có ông chủ tịch cái tiểu bang giám sát nè, chủ tịch ủy ban về tư pháp nè, chủ tịch ủy ban về ngân sách nè,
chủ tịch Ủy ban về Homeland Security nó mời bốn cái ông đó vào tòa Bạch Ốc để họp, để mà bốn ông đó sẽ đứng ra để mà vận động, để mà ký. Và nó mơ mộng là bốn ông đó mà ký thì không cần chủ tịch quốc hội. Sai rồi. Nếu không cần chủ tịch quốc hội thì bầu chủ tịch quốc hội làm cái gì? Phải không? Trong hiến pháp Hoa Kỳ, khi tổng thống Hoa Kỳ chết thì phó tổng thống lên, phó tổng thống Hoa Kỳ chết thì chủ tịch quốc hội lên. Đâu có nói bốn ông giám sát, bốn ông chủ tịch tiểu bang lên làm điều hành. Cho nên đây là cái mơ, cái mộng của đảng Dân Chủ mà thôi nha. Và rõ ràng ông Mike Johnson này không có thỏa hiệp, dứt khoát không thỏa hiệp, vì ông nói không có tiền cho Ukraine khi không đóng cửa biên giới. Mà cái chuyện rõ ràng ông nói ngày hôm qua với Joe Biden, ông không cần phải đi để mà thị sát cái biên giới, ông chỉ cần ngồi tại tòa Bạch Ốc. Ngày ông vừa bước vào tòa Bạch Ốc, ông ký một loạt các cái sắc lệnh. Ông Trump ký đóng cửa biên giới thì ông ký mở cửa biên giới. Ông Trump ký cái lệnh là được quyền khai thác dầu đá trong nội địa Hoa Kỳ để hạ giá dầu thì ông mở cửa đóng tất cả các đường ống dẫn dầu, cấm tất cả các công ty hãng dầu. Rồi buôn bán với Mỹ có những điều luật gì ông Trump ký thì ông hủy bỏ cái đó, mà ông hủy bỏ xong ông không có một cái luật nào hết. Rồi buôn bán với tàu cộng, ông hủy bỏ cái luật ông Trump mà ông không có luật nào với luật mới để thay thế cái luật của ông Trump. Rồi buôn bán với Âu Châu, ông hủy bỏ hết, ông hủy bỏ 60 cái luật của ông Trump và ông chỉ ngồi ông ký thôi. Thì bây giờ ông đơn giản lắm, ông không cần đi đâu, ông chỉ ngồi tại đó, ông phục hồi lại cái sức lực của tổng thống Donald Trump đóng cửa biên giới. Cho nên quý vị biết Joe Biden ngày đầu tiên lên làm tổng thống, Obama bắt làm cái gì làm cái đó, hủy bỏ một loạt 60 cái dự luật có lợi cho Hoa Kỳ, phải không? Nghĩa là hủy bỏ cái luật đóng thuế dần các cái xe từ Đức, từ Mercedes, từ Audi, từ Nhật, nhưng mà rồi hủy bỏ nhưng mà không có luật mới để thay thế. Làm ăn như vậy đó quý vị. Cho nên chỗ này là tôi nói quý vị, kỳ này chúng ta là người Mỹ, tôi ở đây từ 1980, tôi ở nhiều hơn tôi ở Việt Nam. Cho nên chúng ta là người Mỹ, chúng ta không thể quay lưng với dân tộc Hoa Kỳ để rồi con cháu chúng ta sẽ trả giá. Chúng ta phải bầu cho đảng Cộng Hòa mà MAGA. Chúng ta không thể quay lưng với chính trị, vì chúng ta quay lưng với chính trị là con cháu chúng ta lãnh giá. Đừng nói những người Việt Nam, mà khi Hoa Kỳ sụp đổ thì cả thế giới sụp đổ. Khi Hoa Kỳ nghèo đói là cả thế giới đói. Và phải bầu cho ông Trump, vì ông Trump ông tuyên bố ngày đầu tiên ông vào tòa Bạch Ốc là trục xuất di dân bất hợp pháp, đóng cửa biên giới, đánh thuế tàu cộng và lấy lại công bằng và làm cho nước Mỹ hùng mạnh một lần nữa, là Make America Great Again. Cho nên chúng ta là người Mỹ, chúng ta phải bảo vệ cái quê hương của chúng ta, bảo vệ con cháu chúng ta, không còn chỗ nào để chúng ta tị nạn cộng sản nữa quý vị. Chạy qua Nga hả? Chạy qua Pháp hả? Ngày hôm qua sau cuộc họp giữa 30 nước trong cái khối mà Âu Châu, tổng thống Pháp than thở rằng dưới cái đà này là quân đội của Âu Châu sẽ phải đưa quân lại để chiến đấu cạnh với quân đội của Ukraine. Đây là sự thật, vì chúng ta phải tự bảo vệ biên giới của chúng ta, để Ukraine mất rồi là mất hết, giống như là Đức Quốc xã mà chiếm được Ba Lan rồi thì sẽ chiếm toàn bộ cái Âu Châu. Cho nên một lần nữa tôi cảnh cáo, ai thích dân chủ thì ra khỏi cái hệ thống này, tôi không nói tới. Ai muốn vào tu trong cái hệ thống Phật Đản Tôn Thắng thì phải comply với tôi. Và đừng có viết lá mail là tôi chấp tướng, chấp tấn gì. Đức Phật chấp tướng hả? Tại sao không ở trong hoàng cung mà phải bắt đi ăn xin vậy? Phải hạ giai cấp đi ăn mày, đậu đường xó chợ vậy? Tại sao Phật lại chấp tướng bây giờ bắt đệ tử tỳ kheo phải cạo đầu, phải giữ giới vậy? Quý vị là ai? Quý vị muốn vào tu mật tông thì quý vị phải tuân thủ cái điều kiện của Phật Đản Tôn Thắng. Điều kiện đó cạo đầu không cạo được thì không có nói tới chuyện khác. Tu tướng mà tu không được thì đừng nói tiếng tới tu tâm. Cái đầu tiên là tu tướng rồi mới tiến tới tu tâm nha. Tôi cảnh cáo ở làng Di Đà Endo, một tỳ kheo ni gốc Arizona vẫn còn bầu cho dân chủ, một cư sĩ vẫn còn bầu dân chủ. Tôi về tới đây đám dỗ ngày 17 tháng 2, tôi sẽ họp tôi xử hai người đó. Nếu mà đưa ra đã đổi lời đảng Cộng Hòa thì tôi thà, còn vẫn quan cố là tôi mở giới đảng luật y
Cư sĩ thì get out of here. Tu sĩ lột y và get out of here. Trân trọng kính chào.